Trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ việc lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản Facebook cá nhân của người dùng, sử dụng công nghệ cắt ghép hình ảnh, video vô cùng tinh vi và sau đó gọi cho người thân, bạn bè hỏi mượn tiền gấp để chiếm đoạt tài sản. Đã có những trường hợp bị lừa mất cả 100 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, sau khi chiếm đoạt Facebook của người khác, các đối tượng lấy những đoạn clip trên trang cá nhân của người này, dùng phần mềm công nghệ cắt ghép hình ảnh. Nhóm tội phạm dùng Facebook chính chủ gọi video cho người thân, bạn bè trong danh sách để hỏi mượn tiền. Mặc dù nhiều người dân đã cảnh giác, song khi thấy hình ảnh qua cuộc gọi, giọng nói rất giống người thân của mình nên đã chuyển tiền theo yêu cầu. Đến khi biết được mình bị lừa thì cũng là lúc tiền mất tật mang. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi nhận bất kỳ tin nhắn vay mượn tiền thông qua mạng xã hội, người dân cần phải điện thoại trực tiếp cho người thân để xác minh. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có công văn gửi các bộ ngành về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung, thông tư số 16 quy định việc kiểm định xe cơ giới. Đối với dự thảo này, việc đề xuất miễn kiểm định lần đầu với xe ô tô mới sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đa số người dân đều đồng tình với chính sách này. Theo dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải, xe ô tô mới sản xuất, lắp ráp chưa qua sử dụng có năm sản xuất không vượt quá một năm được miễn kiểm định lần đầu, đồng thời được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định để lưu hành. Dư luận cho rằng dự thảo này là rất thiết thực bởi nó hướng tới quyền và lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp. Nếu như nhà nước mà bỏ cái quy chế mà quy định đăng kiểm lần đầu thì sẽ tốt cho người dân mình rất nhiều, và bớt nữa là cái phần thứ hai, bớt nữa là anh em đi tới lui chờ đông quá, đi từ sáng tới chiều tối mà có được một chiếc xe rồi là thêm là bớt chi phí được cho người dân. Quan điểm của mình thì thấy nếu mà bỏ đăng kiểm lần đầu thì nó cũng hợp lý thôi, thì nó thấy người ta đã qua kiểm định hết rồi mà xe mới mình phải đi kiểm định lại nữa. Theo các chuyên gia, các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh tại các nhà máy đều phải thực hiện kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng và phải được cấp phiếu kiểm tra chất lượng theo quy định. Như vậy, về mặt kết cấu xe, các điều kiện an toàn và bảo vệ môi trường đều đã đạt thì không nhất thiết phải đăng kiểm để lấy giấy chứng nhận kiểm định lần đầu. Cái nghị mà tiến tới bỏ cái đăng kiểm lần đầu đối với xe lắp ráp mới thì ở đây đối với doanh nghiệp thì bên đơn vị đăng kiểm thì nói chung cũng rất là ủng hộ, tại vì hiện nay nói chung là những cái phương tiện mới khi mà tới xếp hàng mà để mà đăng kiểm thì nó mất nhiều thời gian quá, cho nên là cái này nó cũng rất là phù hợp, tại vì cái phương tiện ra đạt chất lượng khi mà xuất xưởng hết rồi. Theo tính toán, số tiền mà chủ phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu tương đương từ 250 đến 570.000 đồng một xe tùy từng loại. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia năm 2022, toàn quốc có trên 548.000 xe ô tô đăng ký mới phải thực hiện đăng kiểm lần đầu. Nếu dự thảo này được thông qua, mỗi năm có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp. Tình trạng quá tải trong đăng kiểm cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành một chương về trợ cấp hưu trí xã hội nhằm tạo hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bao phủ đến nhóm hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Trong đó đề xuất lao động đủ tuổi nghỉ hưu đến dưới 80, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Theo dự thảo, người từ 60 đến dưới 80 tuổi chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì được nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng. Nhóm này được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ mai táng phí 10 triệu đồng mỗi người khi qua đời. Mức trợ cấp được chính phủ điều chỉnh dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, tình hình kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách. Mức hưởng cho nhóm này tùy vào thời gian tham gia và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong quá trình hưởng, nếu lao động qua đời thì thân nhân được nhận một lần số tiền người đó chưa hưởng hết cùng 10 triệu đồng trợ cấp mai táng. Người từ 80 tuổi trở lên không đóng bảo hiểm xã hội và không có lương hưu, ngân sách nhà nước chi trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. Tuổi hưởng trợ cấp có thể thấp hơn, mức hưởng cao hơn và được đề xuất giao cho chính phủ quy định theo từng thời kỳ tùy vào ngân sách. Thưa quý vị, trong những yếu tố gây khó khăn đến việc triển khai, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, không thể không nhắc tới các quy định hiện hành như là Nghị định số 98, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, Thông tư số 14 và Thông tư số 15 của Bộ Y tế. Sớm sửa đổi các quy định này chính là những yếu tố giúp đẩy nhanh tiến trình đấu thầu, giúp đưa thuốc, trang thiết bị y tế đến với các cơ sở y tế.
Trước năm 2023, cơ sở y tế này cũng gặp khó khăn không ít khi đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế. Theo các quy định về đấu thầu, đơn vị phải tra giá kế hoạch trên cổng thông tin của Bộ Y tế, nhưng hiện nay nhiều loại thuốc chưa có giá trên cổng. Một số loại thuốc có giá thì giá trên cổng lại thấp hơn giá chào thầu. Chưa kể theo quy định, các đơn vị phải tổ chức đấu thầu là phải lấy trung bình trúng thầu của 12 tháng gần đây, khiến việc đấu thầu thuốc đã khó càng thêm khó. Với giá trúng thầu là thấp nhất, nhưng với thị trường thì nó đã biến động rất nhiều về giá, về tỷ giá cũng biến động. 2023 và 2024 mà lại lấy giá của năm 2021 để áp giá vào thì không, gần như không có cái nhà cung cấp nào đồng ý với cái giá mà từ năm 21, mà do nó đã trượt giá rồi do tất cả là biến động thị trường. Đấu thầu thì hiện nay thì tất cả những mặt hàng về trang thiết bị cũng như là vật tư hóa chất và thuốc thì cũng phải có 3 báo giá. Rồi những báo giá phải trong vòng 12 tháng hoặc 2 tháng. Thế thì những cái đó thì một số những cái đơn vị mà hoặc một số những mặt hàng mà thuộc về những nhà độc quyền phân phối thì cái việc mà lấy được báo giá lại rất khó. Chuyên gia cho rằng có thể thấy tình trạng thiếu thuốc trong thiết bị y tế chủ yếu là do những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định 98, Nghị định 54, Thông tư 14 và Thông tư 15 của Bộ Y tế. Chẳng hạn đối với mua sắm trang thiết bị y tế, Thông tư 14 của Bộ Y tế quy định giá thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu trong vòng 12 tháng. Nếu cao hơn thì phải giải trình nguyên nhân. Điều này là đi ngược với quy luật thị trường. Ở những ngành nghề này thì cái việc điều chỉnh cái giá cả nó phải thường xuyên và nó phải theo chuyên ngành mới phù hợp. Tuy nhiên chúng ta lại cũng không có những cái chính sách cơ chế nó phù hợp, cho nên dẫn đến cái việc mà đấu thầu cũng như cái việc áp các cái đơn giá cho các cái thuốc, men, thiết bị y tế, vật tư y tế nó đều có khó khăn. Và một phần thì cái luật đấu thầu của chúng ta lại áp dụng cái luật chung, và vì thế cho nên nó dẫn đến là cái việc mà đấu thầu nó trở thành khó khăn. Báo cáo một số nội dung tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nếu bắt buộc áp dụng giá gói thầu bằng hoặc thấp hơn giá trúng thầu trong vòng 12 tháng thì mặc nhiên giá năm sau phải thấp hơn giá năm trước, ngược với quy luật của thị trường là giá năm sau thường cao hơn năm trước và doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không muốn tham gia dự thầu. Bổ sung quy định cho phép hồ sơ mời thầu được đưa ra yêu cầu hàng hóa phải có xuất xứ từ một số nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể trong trường hợp cần mua những cái hàng hóa có chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm đáp ứng yêu cầu sử dụng, trong đó có các vật tư trang thiết bị y tế. Cùng với luật đấu thầu, các thông tư nghị định như Nghị định 98, Nghị định 54, Thông tư 14 và 15 của Bộ Y tế cũng cần được sửa đổi. Nếu không, bác sĩ chờ máy, bệnh nhân chờ thuốc, chờ được khám bệnh sẽ tiếp tục tái diễn. Mới đây, cộng đồng mạng hết sức bức xúc sau khi xem một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi một tài xế xe buýt bất chấp luật, cố tình lái xe vượt đèn đỏ trên phố. Sự việc được xác định vào hơn 17 giờ ngày 4 tháng 3 trên đường Tố Hữu, đoạn qua địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con lưu thông cùng chiều ghi lại, thời điểm nói trên, xe buýt màu xanh dương số hiệu 103 mang biển kiểm soát 29B20990 di chuyển trên đường Tố Hữu. Khi đến điểm giao cắt với đường Khuất Duy Tiến, dù đèn đỏ đã bật sáng nhưng tài xế xe này vẫn cố tình nhấn ga cho xe vượt qua giao lộ để rẽ trái. Tình huống lái xe bất chấp nguy hiểm khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ với hành vi lái xe xem thường luật của tài xế nói trên. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm hơn đối với các trường hợp xe buýt vi phạm. Còn tại Nam Định, đang lưu thông thì bị tạt đầu, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào nhà dân. Sự việc xảy ra vào hôm 8 tháng 3 ở ngã tư Cầu Đá. Theo đó, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, xe tải đi thẳng nhưng tới giữa ngã tư thì gặp chiếc Honda CR-V bất ngờ rẽ trái.
Để tránh chiếc xe này, tài xế xe tải theo phản xạ đánh lái gấp sang phải nhưng không phanh kịp nên đã lao thẳng vào nhà dân ở bên đường. Về quy tắc đường giao nhau, Điều 24 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái. Còn tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, hoặc giữa đường nhánh và đường chính, thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Ngoài ra, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng với người điều khiển ô tô không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. Bên cạnh đó là hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 cho đến 4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao thông. Chiều ngày 8 tháng 3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và 3 xe ô tô. May mắn là không có thiệt hại về người. Cảnh sát đã có mặt để điều tiết giao thông ngay sau đó. Nhân chứng vụ việc cho biết vào khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 3, một xe máy do một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển chở theo một bé gái và một cụ bà trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy thì tránh một phương tiện xe tải phía trước nên va chạm với xe máy khác do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển chở theo một phụ nữ phía sau. Cú va chạm làm người đàn ông cùng người phụ nữ và phương tiện té ngã xuống đường. Tiếp đó, xe ô tô con loại 4 chỗ đang lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới phát hiện vụ việc nên tài xế thắng gấp để né tránh. Cùng thời điểm này, xe ô tô khách loại 16 chỗ và xe ô tô khách loại 30 chỗ cũng đang lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới do không xử lý kịp tình huống, khiến hai phương tiện va chạm vào nhau và tiếp tục lao vào xe con phía trước, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn trên đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến những người có mặt trên các xe hỗn loạn, phương tiện bị hư hỏng. Vụ tai nạn còn làm người đi trên xe máy bị thương nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát giao thông Trung Lương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nga và Ukraine đặt cược lớn vào trận quyết đấu sinh tử tại Bakhmut. Sau 7 tháng giao tranh dữ dội tại thành phố Bakhmut ở Donetsk, miền đông Ukraine, cả Nga và Ukraine vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Một bên vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố và bên kia kiên quyết cố thủ. Giới phân tích cho rằng hiện giờ ưu thế đang nghiêng về phía Nga sau khi Moscow dồn mọi nguồn lực cho cuộc giao tranh không ngừng nghỉ tại Bakhmut, đặc biệt là việc triển khai các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner dẫn đầu trong các đợt tấn công. Dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự Wagner cho biết, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát toàn bộ phía đông Bakhmut. Bất chấp việc Nga đang siết chặt vòng vây, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục giữ vững thành trì và điều thêm quân tiếp viện để bảo vệ thành phố, dù trước đó từng có một số người dự đoán Kiev có thể đã chuẩn bị cho tình huống sẵn sàng rút lui. Cả Nga và Ukraine đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ cho trận đánh tại Bakhmut và đều tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho đối phương mỗi ngày. Sự đặt cược quá lớn vào ván bài này khiến hai bên quyết chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng. Giá trị biểu tượng. Tổng thống Ukraine Zelensky từng tuyên bố, quyết định bảo vệ Bakhmut cho thấy Ukraine không từ bỏ bất cứ khu vực nào. Đây giống như một thông điệp mang tính biểu tượng, nhằm khích lệ tinh thần và nhắn nhủ các binh sĩ Ukraine rằng nỗ lực bảo vệ đất nước là điều cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về giá trị của việc tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut, thành phố có dân số khoảng 70.000 người trước xung đột, từng nổi tiếng với ngành công nghiệp khai thác muối. Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng, ngay cả khi Bakhmut rơi vào tay Nga, thì điều này cũng không làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến. Khi được hỏi về tầm quan trọng của cuộc giao tranh tại Bakhmut, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, tôi nghĩ Bakhmut mang đến giá trị biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến lược và giá trị tác chiến.
nếu Nga giành được Bakhmut, thì điều đó không có nghĩa là họ sẽ thay đổi được cục diện xung đột. Các quan chức Ukraine cho biết, phần lớn thành phố đã bị phá hủy sau các cuộc giao tranh, vì thế giá trị của nó bị suy giảm khá nhiều, nhưng đối với Ukraine, đây vẫn là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Phát biểu với CNBC, ông Zhugitsak, một cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Bakhmut không phải là một thành phố lớn, chưa kể giờ đây toàn bộ thành phố chỉ là những đống đổ nát, hoang tàn với các cuộc pháo kích triền miên và giao tranh dữ dội trên các tuyến đường. Bakhmut mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược thực tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nơi đây là pháo đài Bakhmut. Giáo sư Michael Clarke, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh nhận định, Bakhmut không có giá trị chiến lược to lớn, nhưng cả Nga và Ukraine đều đã gán cho thành phố một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt. Ông nói thêm, khả năng Bakhmut thất thủ rất có thể xảy ra. Người Ukraine đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Họ sẽ phải quyết định liệu có nên từ bỏ một giá trị mang tính biểu tượng hay sẽ mất thêm quân để bảo vệ nó. Giá trị chiến lược. Ukraine đang gặp nhiều thách thức trong việc tiếp tế các lực lượng bên trong Bakhmut. Bộ Quốc phòng Anh ngày 8 tháng 3 cho biết, Nga đã tấn công và phá hủy một cây cầu trên tuyến đường nhựa duy nhất, vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Báo cáo của bộ này lưu ý, điều kiện bùn lầy có khả năng cản trở các nỗ lực tiếp tế của Ukraine khi họ không thể sử dụng những tuyến đường nhựa. Ông Clarken lưu ý, vẫn còn một con đường khác ở phía tây nam Bakhmut để Ukraine có thể ra vào thành phố này. Nhưng một khi tuyến đường này bị cắt đứt, họ sẽ phải rút lui. Nga từng công khai tuyên bố việc giành chiến thắng ở Bakhmut là một cách để cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực Donetsk rộng lớn hơn. Giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk là một trong những mục tiêu quân sự hàng đầu của Nga. Bakhmut đóng vai trò như một trung tâm vận chuyển để Ukraine tiếp tế cho các đơn vị quân đội nước này trong khu vực. Mặc dù các quan chức Ukraine cho rằng nếu thành phố bị thất thủ, tác động với cuộc chiến sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, điều Kiev lo ngại nhất là Nga sẽ sử dụng Bakhmut làm bàn đạp để tiến tới các thành phố khác ở miền đông Ukraine và củng cố kiểm soát những khu vực đang nằm trong tay nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7 tháng 3 cảnh báo, các lực lượng Nga sẽ có con đường mở để chiếm giữ các thành phố chủ chốt ở miền đông Ukraine nếu họ giành quyền kiểm soát Bakhmut. Nhưng một số nhà phân tích không có cùng mối lo ngại với Ukraine. Họ cho rằng Nga đã tiêu hao quá nhiều nhân lực trong trận chiến giành Bakhmut, vì thế sức mạnh của nước này có thể bị suy giảm. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đối với Nga, việc chiếm được Bakhmut là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ để họ đạt được những bước tiến xa hơn ở khu vực Donetsk.